Tôi là Nguyễn Thị Tâm, sinh năm 1955, hiện ngụ tại tổ 5, khu phố 2, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tôi xin trình bày sự việc như thế này, là gia đình tôi năm 1975, theo là chính quyền nhà nước đưa chúng tôi lên vùng kinh tế mới để làm kinh tế. Trong cuộc sống thì chúng tôi cũng là lên đến đây là rừng thiêng nước độc, coi như là rừng nguyên sinh. Chúng tôi phải là gia đình cùng chung nhau và làng xóm phát rừng, làm nhà, trồng làm rẫy, phát rẫy. Đó, đến năm 1983 thì có công trình thủy điện Trị An, nhà nước là mới ra cái quyết định là 132 là để tạm mượn đất của chúng tôi để làm công trình thủy điện. Nhưng đến khi làm công trình thủy điện xong thì là nhà nước lại không trả lại đất cho chúng tôi, mà lại dùng đất đó vào công việc khác. Là vì quá bức xúc, chúng tôi đã đi làm công trình xong thì không trả lại đất cho chúng tôi, mà dùng cái phương tiện đó, dùng cái đất đó lại chia chác lại cho những cán bộ của địa phương đó, mà không trả lại đất cho chúng tôi. Bức xúc quá, chúng tôi phải đi khiếu kiện. Thời gian khiếu kiện chúng tôi là cả chục năm nay rồi, nhưng mà vẫn đi không về rồi, không được giải quyết gì. Đó. Đến bây giờ là vừa rồi thì tôi được cái giấy trả lời của cái thư của trả lời của Ủy ban dân huyện là cái đất của tôi á, bây giờ dùng để là xây dựng nhà truyền thống. Nhưng hiện tại bây giờ thì gia đình của nhà ông Lê Toàn Hiếu, cán bộ kinh tế của Ủy ban dân huyện ra trồng tràm. Thì tôi có ra ngoài trình báo thì mấy ông thị trấn bảo là đang làm việc, mà tôi thấy là từ khi mà bắt đầu moi đất trồng tràm tôi đã ra nói, đến bây giờ tràm lên gần một thước rồi mà vẫn chưa thấy giải quyết gì đó. Mà trong phần đất của tụi tôi là có cả ông Vũ Ngọc In là bí thư đảng, cũng là nằm trên cái phần đất của tập đoàn chúng tôi đó. Thì bây giờ tôi cũng yêu cầu là thủ tướng chính phủ vào cuộc để xem xét giải quyết cho số người dân chúng tôi nỗi oan ức này. Chúng tôi tất cả là 200 hộ dân đi kinh tế từ ngày 10 tháng 7 năm 1975. Nhưng theo tôi được biết là vừa cái cuộc họp mà của Quốc hội năm 2008 thì cái sự việc mà 280 hectare đất mà chúng tôi đi khiếu kiện này là lúc đó là thời điểm rất là nóng bỏng. Thì tôi được biết là bà đại biểu Minh Hòa của tỉnh Quảng Bình có hỏi trước Quốc hội về cái vấn đề mà 280 hectare đất của chị An thì không thấy trả lời. Nhưng đến khi mà đoàn đại biểu có hỏi, Quốc hội có hỏi mà là ai đã câu hỏi của ai chưa được trả lời, thì bà Minh Hòa có nói như thế này là câu hỏi của tôi hỏi về cái đất của chị An mà sao không thấy trả lời. Thì bên đoàn Quốc hội trả lời như thế này là tỉnh Đồng Nai xin là giữ lại để tỉnh Đồng Nai giải quyết. Thì theo tôi nghĩ sự việc mà khi mà tỉnh Đồng Nai đã không giải quyết được thì phải trình ra Quốc hội, thì cái đó phải để Quốc hội giải quyết, chứ tại sao lại khi đã trình ra tới Quốc hội rồi mà lại rút về để cho Đồng Nai giải quyết. Thì tôi thấy là dân không đồng thuận với những cái ý kiến như thế, thì tôi đề nghị là chính phủ nhà nước xem xét lại để mà giải quyết cho dân chúng tôi, những người dân mà đã quá thiệt thòi đi từ cái khi mà cái rừng thiêng nước độc. Ông Võ Văn Một, ông Huỳnh Văn Tới, ông đã nói rằng nè, cái nơi mà chiến khu D này á, con chim á mà nghe thì nghe tiếng động thôi á, con chim bay cũng phải sợ, mà con cá gùm cũng phải kinh. Đó là nó biết là cái vùng đất hoang sơ mà nguy hiểm như thế nào, mà chúng tôi phải đấu tranh, phải tự mình tồn tại cho đến ngày giờ này. Đấy. Xin nhà nước là xem xét để mà giúp đỡ cho chúng tôi.